Alo, hôm nay chúng ta tiếp tục quay lại với quy đề nha. Và trong hai phiên ở đây đúng không? Quy đề thì cũng phục hồi chung với thị trường đúng không? Thì hai phiên ở đây thì thấy thị trường nó cũng có vẻ bớt bớt sợ đi một chút đúng không? Và bắt đầu có một chút mạnh dạn vào mua. Và hôm qua thì theo giá đóng cửa thì cũng tăng nhẹ thôi, không phải không không phải 0,63% thôi. Và mình mà cần check thử thì chúng ta sẽ check trong phiên xem như nào. Vào đây này, đúng rồi. Bây giờ mới tăng, có khi thậm chí là mình nghĩ trung bình cũng chỉ vẫn tham chiếu thôi. Vâng, trong cái kiểu đường này là chủ yếu đường đỏ. Vâng. Và trong cái buổi hôm trước thì mình cũng đã bắt đầu đến được cái trang sáu mấy rồi, đúng không? Và chúng ta cũng có thêm được rất nhiều thông tin liên quan đến ngành nghề của công ty đúng không? Đại khái là Việt Nam thì hiện nay là chỉ đáp ứng được khoảng tầm 35% nhu cầu thôi. Vâng, 2/3 còn lại là nhập khẩu đúng không? Và chủ yếu chắc là khả năng cao là từ Thái Lan rồi đúng không? Và trong khoảng vài năm gần đây thì Bộ Công Thương đã có những cái quyết định liên quan đến cái chuyện là chống bán phá giá đúng không? Rồi kể cả lẩn tránh qua các nước khác về trước khi nhập khẩu vào Việt Nam thì cũng được ra quyết định. Vâng, thế còn tỷ lệ giữa mía và đường thì theo như mình đang cộng trừ đây thì chắc là khoảng 10 với 11 thì ra một, tức là cứ 10 tấn mía thì ra được một tấn đường, khoảng đấy, hơi nhiều hơn một chút. Thế còn Qnet thì theo như cái số liệu họ công bố thì mình thấy cũng được coi là đơn vị khá lớn trong ngành đường. Và ví dụ chẳng hạn như năm ngoái cả Việt Nam thì mới được có 741.000 tấn đúng không? Thì như của riêng của Qnet là đã đạt đến khoảng 101 rồi đúng không? Đấy. Nếu cộng 20 đường nghe là 130 rồi đúng không? Như vậy được coi là số má trong ngành. Vâng, chứ không phải là bé. Vâng, theo như mình xem thì năm ngoái thì Qnet có khoảng tầm 21.000 hecta liên quan đến diện tích trồng mía đúng không? Thế còn niên vụ của năm nay đúng không? Là theo như hôm nọ vừa kịp đọc thì là khoảng 25.000 đúng không? Và phấn đấu trong vòng khoảng 2 năm tới thì công ty sẽ nâng diện tích lên khoảng tầm 30.000 hecta đúng không? Và do đó thì sản lượng mía lúc đấy sẽ là 2,1 triệu. Và chứ không phải là 1,3 mấy triệu như như năm vừa rồi đúng không? Đấy. Và năm nay thì dự kiến sản lượng sẽ ở khoảng tầm 1,68 triệu đúng không? Mà gần như tương đương với cái diện tích khoảng 25.000. Như vậy là các cái này đều có mối tương quan với nhau và đây là năng suất đúng không? Hôm tới là mình sẽ ghi lại cái bảng này đúng không? Để chúng ta sẽ soi xét hơn đỡ phải ấy. Và trong hai buổi gần đây thì à trong buổi vừa rồi thì mình cũng có nhập thêm được là thứ nhất là liên quan đến tài sản cố định. Và từ khi có cái số liệu chi tiết đúng không? Bắt đầu từ năm 2013. Thì chúng ta có một cái bảng biểu như thế này đúng không? Không phải thấy những cái năm mà họ tăng tài sản cố định rất là nhanh đúng không? Ví dụ như 2018 này, 2017. Và những năm tăng tương đối khá là 2016, 2015 và 2014 tăng rất nhiều đúng không? Tuy nhiên từ 20 là hầu như không tăng mấy, đúng không? 2019 cũng vậy. Có 21 thì còn tạm được. Và từ 22 đến nay thì gần như là không có gì cả. Và ban đầu thì tưởng là giống Vinamilk nhưng thực ra không phải. Bởi vì vấn đề là công suất thì là 390 triệu lít nhưng mà thực tế là các nhà máy rượu này của công ty cũng đã mới chỉ dùng được có 2/3 thôi. Và nguyên nhân đấy là vấn đề là đã thừa công suất rồi và cầu thì chưa tăng nhưng thực ra xây thêm mới cũng không để làm gì cả, đúng không? Và do đó thì họ mới xoay sang các hướng khác, ví dụ như là sữa chua uống Vezzo này, đúng không? Rồi đường, đúng không? Đấy là hai hướng họ sẽ phải xoay. Đường thì mình nghĩ là cái tính khả dĩ nó rất là cao, khả dĩ cao rất nhiều. Tất nhiên có thể sau đây 1-2 năm nữa thì cái giá đường ấy là nó sẽ qua đi, nó không còn là cao như bây giờ nữa, rất cao như bây giờ nữa. Tuy nhiên là cái việc mà mở rộng về mặt công suất thì cũng sẽ giúp cho cái việc mà củng cố cái khả năng tiêu thụ và khả năng bán hàng đúng không? Bởi vì thực ra là Việt Nam vẫn đang thiếu mà chỉ có 1/3 là sản xuất trong nước thôi, đúng không? Và chắc chắn là nhà nước thì người ta sẽ rất ưu tiên là cái việc nếu trong nước mà ok thì cũng sẽ làm thôi. Và nên là chủ trương là mình nghĩ là có vẻ cũng được. Thế còn cái sữa chua uống Vezzo này thì mới ra khai trương năm ngoái chứ thực ra là ra kết quả hay không thì mình nghĩ là rất là khó nói, bởi vì
đưa một cái gì mới ra mà đòi ăn ngay là không thể đúng không? Còn cái gì mà đã làm, đã có thị phần, đã có thành tích đúng không, đã có truyền thống lâu đời thì cái việc mở rộng tiếp ấy là cơ sở nó rất là cao. Cho nên là hướng chính ở đây là mình nghĩ là họ sẽ mở mở hướng đường thôi đúng không, còn về vốn thì không phải nghĩ rồi đúng không, quy này là cực kỳ nhiều tiền. Vâng, còn mảng sữa đậu nành thì chắc là cứ duy trì thôi đúng không, bởi vì thực ra là cầu không tăng thì không thể làm gì được. Thế còn ngoài ra thì mình cũng có nhập thêm được một cái phụ lục liên quan đến doanh thu và lãi gộp đúng không, của các ngành của Qnet trong từ 21 cho đến thời điểm hiện tại đúng không. Và ngày xưa thì tỷ trọng đường khoảng 21 mà tỷ trọng sữa đậu nành khoảng 55 đúng không, và ngành khác là khoảng tầm 19, và còn cái ông Thành Phát cái giống chỉ là nhà buôn thôi thì chắc là không cần phải tính vào đây rồi. Và còn đây là biên lãi gộp đúng không, biên lãi gộp của bên sữa đậu nành là bạn có thể thấy lý là nó cực kỳ cao và lúc nào cũng ổn định ở khoảng tầm 40%, rất cao. Thế còn các cái mảng kia thì phù phù đúng không? 21 thì giá biên đường cũng được, 23 đến năm ngoái em còn 19 đúng không? Và năm nay hiện nay là 9 tháng năm đã là 27 rồi. Vâng, rất là cao. Rất cao. Vâng. Và tỷ trọng cũng thay đổi hẳn luôn. Ngày xưa thì đường liếc 21 23, năm nay là 40. Vâng. Khả năng này sữa đậu nành chắc nó hết năm cũng hơn 4.000 thôi đúng không? Cho nên mình nghĩ là sữa đậu nành là gần như doanh thu đã ổn định. Và biên lãi gộp cũng đã ổn định rồi. Vâng. Còn về phía tài sản cố định ấy, thì có thể thấy đây là những cái hết khấu hao mà vẫn còn dùng. Và có những cái đoạn này mình thấy hết khấu hao rất nhanh này. Và hiện nay là tài sản nét cuối cùng còn khoảng tầm tầm 3.500 đúng không? 3.500. Và nếu mà chúng ta trừ cái 2.900 ra đúng không? Tức là chỉ còn khoảng tầm 6.200 đúng không? Vâng, tức là từ đây đến đây là là đã theo như cái cạn này là vẫn mất khoảng 6.000 rồi. Thì trong đó cái chỗ hết sạch là 2.900, tức là cái chỗ vẫn còn đang đang khấu hao dở ấy, thì là còn khoảng 6.200 đúng không? Vậy hiện nay thì nó còn khoảng 3.500 đúng không? Như vậy là nôm na là cũng còn non nửa đúng không? Nếu mà tính chung gộp lại là hơn hơn nửa. Còn cái chỗ khấu hao là mất non nửa. Và đấy là cái thông số như vậy. Và chúng ta sẽ kiểm soát tiếp cái này, bình luận cái này sau đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với nội dung chính tiếp theo đúng không? Và tiếp theo ở đây thì hôm nọ thì chúng ta đã có hoạt động về về đường rồi đúng không? Rồi chúng ta cũng có hoạt động về sữa đậu nành rồi, và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái phần hoạt động tiếp theo của công ty, đó là hoạt động về điện đúng không? Về điện 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 điện. Vâng, như đã nhìn thấy đây thì năm 2022 đúng không? Hoạt động điện cho ra là 148 triệu. 148 triệu kWh, tức coi là mình nghĩ là bé. Vâng. Ví dụ chẳng hạn như là một nhà máy điện than như QTV và HND. Vâng, đây là điện than nhỉ. Còn mình không biết là nó so sánh có chính xác không. Thì công suất của họ là 1.200 MW đúng không, và sản lượng mà mình rất hay nhìn thấy là nó nằm trong cái số này. Vâng, đấy là những nhà máy rất lớn, là 6 đến 7 tỷ đúng không? Thế còn ở kia thì khoảng tầm 148 triệu. Thực ra mình nghĩ đây là một nhà máy nhỏ đúng không? Có thể coi đây là một nhà máy nhỏ. Vâng, nếu mà cái size như này là được coi là một nhà máy nhỏ. Vâng. Còn theo quy chuẩn của EVN ấy, thì là trên 100 mê được coi là nhà máy đạt đến cái ngưỡng là nhà máy đủ lớn để EVN. Bây giờ EVN người ta không làm dưới 100 nữa, bắt đầu trên 100 nên làm, còn dưới là tư nhân họ làm. Vâng. Thế còn nếu mà theo công suất thế này thì mới chỉ khoảng bằng 2% của họ thôi, tức là tương đương với một nhà máy khoảng tầm, nếu mà tương đương với nhà máy điện than chắc khoảng 25 mê. Vâng. Khoảng khoảng như vậy. Vâng. Không lớn đâu. Vâng. Tất nhiên là cái gì thì nó cũng bắt đầu từ 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 số nhỏ thôi đúng không? Chứ không thể nào mà cứ vừa vào mà đòi nhà máy lớn ngay được đúng không? Đây là họ tận dụng thêm nhà máy điện sinh khối. Vâng, chúng ta phải nhấn mạnh là như vậy. Cái này thì mình cũng rất ít khi đọc vào cho nên là cũng không biết là sẽ vào đâu đâu. Vâng, còn
công suất đây rồi. Vâng, họ nêu ngay công suất. Như vậy là nếu mà cũng như này mà nhà máy điện than thì chỉ tầm khoảng tầm 25 mê đúng không? Tuy nhiên điện 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 sinh khối là 95 mê. Đúng không? Vậy là thời gian phát điện chắc chắn là rất ít so với mấy ông kia. Mấy ông này theo như cái tỷ lệ này là mình đọc rất nhiều năm ấy là khoảng 17 giờ. Mình chia ra là mấy nghìn giờ một năm ấy, mình chia theo ngày là mình thấy họ phải khoảng 17 giờ một ngày. Đúng không? Trong khi cái này như này thì chắc là mình nghĩ chỉ mỗi ngày chạy được vài tiếng hoặc là có thể là chạy vài tháng rồi nghỉ hẳn bảo trì gì đấy cả tháng luôn. Nhà máy điện sinh khối đặt tại xã Thành An thị xã An Khê đúng không, đúng đúng nhà máy đường rồi đúng không, như này là đặt nhà máy điện đúng không, là đặt ở An Khê và cùng với nhà máy đường. Vâng, mình thì vừa Google cái xem nhà máy điện sinh khối nên nó hiểu một chút về cái này như nào. Đúng không? À, đây là dạng năng lượng tái tạo và có trữ lượng không nhỏ nên được nhiều nước quan tâm và phát triển. Đúng không? Rồi theo nhà khoa học này kia, à, nhà máy điện sinh học rồi thắp sáng bơm nước rồi cái kia, rồi điện sinh khối trên thế giới đúng không? À, họ dùng rất nhiều các cái loại nguyên liệu đúng không? Rơm rạ, bã mía đây đây đây, đúng không? Đây là của ông Quỳnh đây rồi. Vỏ sơ bắp, lá khô, vụn gỗ, đúng không? Giấy vụn, mê tan, rồi cái các kiểu. Trên cơ sở sinh khối thì là nguồn năng lượng lớn thứ tư, đúng không? Chiếm khoảng 14-15% lượng tiêu thụ trên thế giới, đúng không? Như vậy là rất là lớn, đúng không? Trên thế giới là lớn. Ở các nước đang phát triển sinh khối thường là nguồn năng lượng lớn, trung bình có khoảng 35% tổng cung. Và như ở Việt Nam thì không phải như này. Và Việt Nam mình cái này rất thấp. Với năng lượng sinh khối giữ và vai trò quan trọng có khả năng giữ. Rồi rồi. Mỹ là nước sản xuất bia qua lớn nhất thế giới đúng không? Với khoảng 300 nhà máy và công suất khoảng 7.500 m. Ví dụ nhà máy của bên Quinet là khoảng 95 đúng không? Chất thải từ nhà máy giấy, nhà máy rồi đúng không? Chiếm khoảng 4% năng lượng tiêu thụ ở Mỹ và 4% năng lượng tái sinh đúng không? Như vậy là đây cũng là năng lượng được ưu tiên mà. Đây là sẽ được nhà nước ưu tiên. Ở Nhật Bản thì chính phủ phát hành cái drama và hiện nay đang thực hiện các dự án phát triển đô thị sinh khối đúng không? Đến nói mà cũng có khoảng 200 thị trấn sinh khối. Rồi. Và tại Việt Nam đây, đúng không? Bộ Công Thương gì đấy. Tiêu thụ năng lượng tăng gần 400% trong vòng 10 năm như này. Vâng. Toàn chữ rồi. Và như vậy Việt Nam là nước có tiềm năng phát triển của sinh khối chất thải nông nghiệp, rác, nước thải đô thị phân bổ rộng cho toàn quốc. Sản xuất công nghệ đồng phát năng lượng sản xuất cả điện và nhiệt năng lượng sinh khủng rồi nếu không rồi rồi đúng không, như vậy liên quan đến cả môi trường nữa cơ. Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp đúng không, cho nên là có nguồn cái sinh khối lớn đúng không, và đa dạng từ gỗ củi và cho giờ này phế phẩm từ nông nghiệp rất dồi dào đúng không? Chiếm khoảng 50% cái năng cho tạo ra 1 kW điện số như vậy. Vâng, ra thị trấn phong trong và tổng đầu tư đây đây đúng không? Được chứng nhận với tổng đầu tư là công suất có vâng đây 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 là một cái thông số để chúng ta tham khảo đấy rồi. Vâng, đấy là một cái dữ liệu nhỏ thôi đúng không? Không biết là ngày xưa bên Quinet người ta đầu tư bao tiền. Và đây thì thấy đầu tư khoảng 1.000 mốt đúng không? Công suất là 40 m tức là còn nhỏ một nửa cái của bên Quinet. Nhưng sản lượng này vô cùng lớn đúng không? Không hiểu cái này có thể cho nguyên liệu đầu vào nữa, mình không chắc lắm đúng không? Tuy nhiên ít nhất là cái này có thể nó được vòng ra và có thể phát điện lại chính cho nhà máy bên đường đúng không? Rồi nhà máy bên siêu lạnh và không có thể siêu lạnh rất xa đúng không? Thể nhà máy đường thôi và thừa có thể để lại, nhưng mình không biết là cái chuyện này như nào. Dù sao thì nếu mà cứ bán ra khoảng 1.000 mấy một số là nếu mà ví dụ như là 1.700 đến 1.500 đúng không? Thì cũng không lớn lắm. Còn theo doanh thu thì chắc chỉ khoảng 200 tỷ thôi đúng không? Ngoài ra thì nếu mà lợi nhuận có mấy thì giỏi lắm được mấy chục đúng không? Vậy là gọi là thêm một cửa thôi đúng không? Không biết là Quynh có định làm cái này không. Vâng, nguyên liệu ở đây là bã mía thừa là tận dụng sau khi ép đường đúng không? Như vậy là đúng chính xác rồi. Nguyên liệu là bã mía thừa
Vâng, sau khi ép đường, wow. Đấy là một cái rất nhanh gọn, nên là tạo ra quay lại cung cấp cho dây chuyền ép mía, wow. Như vậy là năng lượng cung cấp cho nhà máy ép mía, đúng không? Như vậy là cái chuyện EVN vừa rồi mới tăng giá điện là chắc là cũng bị giảm thiểu phần nào. Nếu thừa thì phát lên lưới rồi, đúng không? Như vậy là khép kín. Tổng sản lượng điện tiêu thụ trong năm gần khoảng 148 triệu kWh, giảm khoảng 2% so với năm 2021. Và mình chỉnh lại chút. Hiện nay thì công ty đang bán điện sinh khối ở mức giá là 7,03 sen. Vâng. Như vậy là có hẳn giá bán điện ở nồi nhá. 7,03 sen. Vâng, mình nhớ cái giá thì rất cao, hồi xưa là 8 hay là 9. Điện sinh khối là 7,03 US. Vâng, sen là sen Mỹ rồi. Trên 1 kWh giờ. Hiện nay thì về tỷ giá thì mình cứ cho là đang 244 đi, đúng không? Còn nếu mà đổi theo tỷ giá là 244 thì chúng ta sẽ có giá là 1.700. Cũng được, đúng không? Giá này mình cho là cũng được, không phải là vấn đề thấp quá. Và đang kiến nghị, đúng không? Kiến nghị lên giá là 8,47 sen. Và gần đây thì hoạt động phát triển theo hướng phát triển năng lượng tái tạo. Ngoài ra từ ba mía sau quá trình ra đường có thể còn sử dụng các nguồn sinh khối khác là dăm gỗ, mùn cưa ở các vùng Tây Nguyên để sản xuất điện ngoài vụ. Ồ, như vậy họ cũng nhập cả nguyên liệu từ chỗ khác để nhập vào, đúng không? Như vậy là có cả nguyên liệu, đúng không? Và như vậy là cả nguyên liệu khác. Vâng. Để sản xuất điện ngoài vụ, đúng không? Tức là ngoài vụ mía. Vâng. Trong năm thì giá các nguyên liệu tăng cao nên việc sản xuất điện từ các sinh khối khác còn hạn chế, đúng không? Trong tới thì nhờ phục hồi được vùng nguyên liệu mía, sản lượng điện rồi rồi, đúng chính xác rồi. Bởi vì hiện nay là theo như hôm nọ mình xem thì là năm ngoái là 21, đúng không? 21.000 hecta, năm nay là cần 25.000 hecta, đúng không? Và trong vòng 2 năm tới là phải 30.000 hecta. Và như vậy là ví dụ chẳng hạn mía là ngày xưa là 1,34 thì bây giờ đã lên 1,68 là năm nay rồi. Và trong vòng 2 năm nữa là mong muốn là lên 2,1 triệu tấn, đúng không? Vậy là khá ok. Mình thấy cái cơ sở ngành đường là khá ok, và chỉ có vấn đề là giá thôi, đúng không? Vì giá nó lên rất nhanh trong vòng khoảng 2 năm gần đây. Cho nên là nếu điều chỉnh thì chắc chắn là có vấn đề, nhưng mà cái chuyện mở rộng trong dài hạn là chắc chắn là tốt lên rồi. Và cho tiếp với hoạt động ở đây là nước khoáng và nước ngọt. Sản phẩm nước khoáng Thạch Bích đã khai thác từ nguồn khoáng nóng Thạch Bích. Đây là nguồn khoáng nằm ở phía tây Quảng Ngãi, ở độ sâu 1.200 m trong lòng đất, và từ hàng triệu năm kiến tạo đất, địa chất phun trào, nguồn nước khoáng Thạch Bích là món quà thanh khiết mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Nhà máy nước khoáng Thạch Bích có công suất khoảng 150 triệu lít một năm. Và cho cái niên độ năm 2022 thì công ty chỉ sản xuất, đúng không? Và tiêu thụ được 80 triệu lít năm. Tiêu thụ hơn 80 triệu lít. Và họ cho rằng là tăng 13% so với 2021. Như vậy là vẫn còn dư địa về công suất. Như vậy cái mảng này cũng giống như cái mảng bên sữa đậu nành, đúng không? Tức là chỉ cần có cầu thôi là sẽ có cung. Công ty tiếp tục phát triển các cái thị trường truyền thống tại miền Trung và Tây Nguyên, đồng thời thông qua các hệ thống phân phối của Vinasol công ty phân phối nước khoáng tại miền Bắc, miền Nam và các kênh siêu thị, kênh thương mại điện tử và khách hàng truyền thống. Và hiện nay thì khách hàng truyền thống đây, đúng không? Là miền Trung và Tây Nguyên, đúng không? Và là hiện nay là đang như này mình hiểu là đang phấn đấu ra Bắc này, vào Nam này, đúng không?
qua các cái kênh của Vinasoy đúng không? Kênh Vinasoy này rất mạnh trong các cái hướng này. Rồi. Vâng, đây là ảnh thôi. Vâng, chúng ta sang bánh kẹo. Bánh kẹo đây thì họ lập vào năm 94 đúng không? Và đến giờ coi như là gần 30 năm rồi. Vâng, là gần 30 năm rồi. Nhà máy nước bánh kẹo Biscafan hiện nay có công suất là 12.000 tấn năm. Năm 2022 thì nhà máy sản xuất và tiêu thụ khoảng hơn 6.000 tấn đúng không? Và đây là công suất nhá. Như vậy thì bên này thông số là cực kỳ rõ ràng. Vâng, năm 2022 thì cũng nhà máy là sản xuất được và tiêu thụ được hơn 6.000 tấn. Vâng, tức là cũng là dư, rất dư công suất, mới được một nửa thôi. Và theo như báo cáo đây thì cũng tăng 10% so với 2021. Vâng. Và như vậy là ngoài trong nước ra thì cũng có cả xuất khẩu. Trung Quốc, Nhật, Thái đúng không? Kiểu. Vâng, cái này thì không chắc là số, mình nghĩ là bé đúng không? Cổ Đài Loan. Cái số này thì mảng bánh kẹo là bé. Vâng. Vâng, cuối cùng thì hình như là đến ông bia bò đây rồi đúng không? Khả năng hôm nay một buổi ngắn thì mình sẽ tạm dừng đây nha. Ok.